có ngày con sẽ lạc loài, như chim lạc cánh mùa đông, như hoa nở không đúng mùa úa phai. Đời con chưa không dẫn đường, con sẽ mù loà, như đêm chẳng có vầng trăng, mây đen che kín mặt trời tối tăm. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu bước đường nguy khó, bóng tôi phù che chẳng thấy tương lai. Dẫu mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài. Đời con Chúa không giữ gìn, con sẽ lầm lạc. Con tim chẳng có tình thương, bơ vơ bàn chân hững hờ bước đi. Đời con sẽ khô héo hoài khi mất tình Ngài, như cây tàn úa già nua, như sông khô nước cần nguồn Chúa ơi. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Che chẳng thấy tương lai, dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài. Không quan ngại sinh xuống làm người, xa đi làm chứng tình yêu, tâm tư buồn vui kiếp người chứng nhân. Chiều nắng bước lê dốc mòn vai vác thầm hình, say mê Ngài trên vì yêu, yêu thương yêu hết mọi người. Chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu dẫu bước đường nguy khó, bóng tôi phù che chẳng thấy tương lai. Dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài. Chúa bao la, vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá. Hallelujah, tin
ngừng ôm cứu rỗi, chưa xong lại rồi đầy lối bóng đêm tôi đời. Vui ca lên nào ngàn dân khắp nơi, Chúa sống lại Ngài là nguồn sống mới, là hào quang soi chiếu nhân gian, đời lầm than sóng gió nguy nan, trong Chúa khơi sáng lòng con ca vâng. Con lời tung ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá. Hallelujah, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi đầy lối bóng đêm tôi đời. Máu lên đường truyền giáo bốn phương, để muôn người thuộc mọi dân mọi nước được nhận biết con Chúa uy linh, Ngài phục sinh trong ánh quang vinh. Vang con ca hallelujah, vang lời tung ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá. Hallelujah, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi đầy lối bóng đêm tôi đời. Các sách lịch sử thuộc trào lưu đệ nhị luật. Tuy được gắn vào vị trí thứ 5 trong ngũ thư, nhưng thực ra sách đệ nhị luật hiện có lại là cuốn mở đầu của bộ lịch sử gồm Giô-suê, Thủ lãnh, 1-2 Sa-mu-en, 1-2 Vua. Tuy gọi là lịch sử, nhưng không phải theo nghĩa chúng ta quen hiểu. Đây là một nỗ lực đọc lại lịch sử Israel dưới ánh sáng giao ước. Từ khi vào đất hứa cho đến khi cả hai vương quốc bị lưu đày, những thăng trầm đều là hậu quả của việc trung thành hay phản bội đối với giao ước của Thiên Chúa. A. Sách Giô-suê. Dựa vào các truyền thống phía Bắc, trình bày cuộc chiếm lãnh đất hứa như một thiên anh hùng ca tiếp nối thiên anh hùng ca của cuộc xuất hành. Tất cả các bộ lạc đồng tâm góp sức dưới sự chỉ huy của Giô-suê vượt qua sông Giô-đan như đã vượt qua biển đỏ 40 năm trước, rồi tiến như vũ bão từ chiến thắng này qua chiến thắng khác để chiếm lãnh toàn miền đất Thiên Chúa đã chỉ cho Mô-sê thấy. Sau đó là cuộc phân chia đất đai giữa các bộ lạc. Và cuối cùng là đại hội toàn dân tại Si-khem. Giô-suê cũng nói những lời cuối cùng theo kiểu Mô-sê khi ở bên kia sông Giô-đan, công bố lại giao ước và lập bia chứng ước. Giô-suê là người được Thiên Chúa tuyển chọn để chạy tiếp sức với ông Mô-sê. Mô-sê dẫn dân từ Ai Cập đến bờ sông Giô-đan. Giô-suê dẫn vào chiếm lãnh và định cư trên đất hứa. Cuốn sách kết thúc với việc hài cốt ông Giô-suê được an táng ở Si-khem, tại phần đất ông Gia-cóp đã mua. Thế là cuộc hành trình nhiều thế kỷ của nhà Gia-cóp đã khép kín. Từ Si-khem xuống Ai Cập, nay lại về đến Si-khem. Lời hứa của Thiên Chúa cho tổ phụ Abraham về một miền đất và một dòng dõi đông đúc nay đã thành sự. B. Sách các thủ lãnh. Gọi theo danh từ chung chỉ các vị anh hùng trong cuốn sách. Họ là những người được Thiên Chúa sai đến cầm đầu các cuộc giải phóng, rồi làm người xét xử mọi việc trong dân. Vì thế cũng dịch là quan án, phán quan. Xét xử ở nền văn hóa này đồng nghĩa với cai trị. Về một số vị, sách chỉ nêu tên và số năm xét xử,
chứ không kể một hành động giải phóng nào. 12 vị này chẳng bao giờ xét xử toàn thể Israel, mà chỉ giới hạn trong từng bộ lạc. Tuy nhiên, sách thủ lãnh đã biến họ thành những anh hùng giải phóng hoặc cai trị toàn thể Israel, đồng thời phân bổ số năm hoạt động của mỗi vị theo những con số ước lệ 20, 40, 80 để có được con số 480 năm tính từ khi ra khỏi Ai Cập cho đến khi xây đền thờ. Cuốn sách này trải qua nhiều lần biên soạn. Hình thức hiện nay là của các soạn giả thuộc trào lưu đệ nhị luật với một chương dẫn nhập tổng quát, nêu rõ ý nghĩa tôn giáo của cuốn sách. C. Sách Samuel và sách các vua. Trong bản văn gốc tiếng Do Thái, có một sách Samuel và một sách các vua. Bản dịch Hy Lạp đã chia thành 4 cuốn, các triều đại, bản dịch Latin phổ thông, theo bản Hy Lạp, chia thành 4 cuốn các vua. Các bản dịch mới giữ cách chia 4, nhưng gọi là sách Samuel quyển 1 và 2 và sách các vua quyển 1 và 2. Sách Samuel quyển 1 và 2 khởi đầu với nhân vật Samuel như là vị thủ lãnh cuối cùng và là người thiết lập chế độ quân chủ theo yêu cầu của dân. Ông vua thứ nhất được Samuel sức dầu tấn phong đã không trung thành với Thiên Chúa nên bị Thiên Chúa phế bỏ. Ông vua thứ hai được Samuel sức dầu tấn phong nổi bật như gương mẫu của sự trung thành với Thiên Chúa. Ông đã hoàn thành cuộc chinh phục và thống nhất miền đất hứa, loại trừ mối đe dọa là dân Philistin, mở rộng biên giới phía đông và phía bắc. Ông chiếm được Jerusalem, lập làm thủ đô và đưa hòm bia giao ước về đây. Ông đã được ngồi trên ngai. Bản dịch Hy Lạp dựa theo một bản Hebrew có nhiều điểm dị biệt so với bản Hebrew hiện có trong sách thánh. Người ta đã tìm được một phần bản gốc Hebrew này ở Qumran. Sách các vua quyển 1 và 2 kể về các vua từ Salomon đến thời Lưu Đày. Sau vua Salomon, công trình thống nhất của David sụp đổ, hai vương quốc Bắc và Nam kình địch nhau. Các vua phía Nam thì có 8 vị, được khen là trung thành với Thiên Chúa. Nhưng 6 vị vẫn còn để các nơi thờ phượng ngoại đạo tồn tại. Chỉ có Khít-ki-gia và Josiah được khen trọn vẹn. Lời phê về các vua đều theo tiêu chuẩn là sự trung thành với Thiên Chúa và với một nơi thờ phượng duy nhất. Mời cộng đoàn cùng hiệp ý với chúng con trong giờ khấn lòng thương xót ngày thứ tư, cầu nguyện cho những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa, và chúng ta cũng cầu nguyện cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân và những gia đình đang gặp khó khăn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như làn gió mát, xin thổi vào đời con, vào giáo hội, vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do, sự bình an. Xin Thánh Thần như làn gió mát, như dòng nước trong, như ngọn lửa hồng, Ngài đổi mới mọi người, mọi nơi. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt, trọn lành vô cùng,
Chúa đã dựng nên con mà cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu trên vì con mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xưng. Amen. Lương thực của con là chính máu thịt của Chúa, đã vì tình yêu thương mà thử hiến thân trên thập hình. Như sông sâu biển rộng, như non cao núi thẳm, lương thực tình yêu nuôi dưỡng tâm linh. Bao ân sâu nghĩa nặng, ôi cao siêu thanh thiện, muôn đời lòng con đỡ gian vọng tình. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thầy dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tang xa xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, càng thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin sáng loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lòng thương xót Chúa, con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời. Qua các thế hệ nghiệp con loan truyền yêu thương của Chúa muôn đời. Chúng tin Ngài rằng to khắp nơi, thiên thu không hề phai u. Lòng thương xót Chúa, con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên
Cha, mình và mau linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như tha nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như tha nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như tha nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắng ân, đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha.
bởi vì Cha là đấng xót thương. Từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thân vong. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông ngôi ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn âm ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tân ca của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa, trong bàn tay từ ai Chúa. Chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria dân thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày thứ tư, cầu cho những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa. Hôm nay, con hãy dâng lên ta những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết ta. Ta đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đau thương của ta. Lòng nhiệt thành tương lai của họ đã an ủi trái tim ta. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của ta. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thế giới. Xin hãy đón nhận vào trái tim vô cùng từ bi của Chúa, linh hồn các người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa. Nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi họ, để họ cũng được cùng với chúng con tôn vinh lòng thương xót kỳ diệu của Chúa. Và đừng để họ lìa xa trái tim vô cùng từ bi Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương đến những linh hồn các người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Cha, nhưng vẫn được ôm ấp trong trái tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Xin Cha dẫn họ tới ánh sáng phúc âm. Những linh hồn này chưa biết rằng yêu mến Cha là hạnh phúc cao cả. Xin ban cho họ thấu hiểu tình thương bao la của Cha đến muôn đời. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ba vây vùng không làm chuyện ru. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng cấm sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng
giao người cho ác tâm quân thù. Đừng giao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của Người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Niềm tin vô cùng cao quý, nào chúng ta phụng bái tôn thờ và dâu tin ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Cha và con Chúa lời tán dương mừng chúng vang hòa, cùng vinh phong quyền uy danh giá từ cõi trầm bay toa ngàn đường để tiếng Chúa thánh linh đầu cùng tan dương cảm tạ suốt đời. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại, bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hàng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Lạy đấng thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ ra cho thánh nữ Margarita Maria biết lòng Chúa ương ao cai trị các gia đình giao hữu, thì hôm nay chúng con đến tung hô nhân quyền tuyệt đối Chúa cai trị gia đình chúng con. Chúng con muốn từ rày mà đi hàng ăn ở theo hành thánh Chúa. Chúng con muốn cho gia đình chúng con trổ sinh các nhân đức mà Chúa đã hứa cho kẻ giữ các nhân đức ấy được sự bình an ngay từ đời này. Chúng con muốn xa bỏ tinh thần thế tục Chúa đã luân phạt. Chúng con nguyện giữ đức tin đơn sơ trọn vẹn để Chúa cai trị chúng con, nguyện tận tâm nong nảy mến Chúa và năng rương lệ cho lửa mến hằng cháy luôn, để Chúa cai trị lòng chúng con, lấy trái tim cứng trong. Xin Chúa thương chủ tòa càng khi chúng con hội họp, chung lành cho mọi việc hồn xác chúng con làm, khu trừ các nỗi âu lo, làm cho nên thanh thiện các sự vui mừng. Xin dung đỡ chúng con trong các cơn phiền não,
lạy trái tim Đức Chúa Giêsu. Nếu trong chúng con khi nào có ai vô phúng làm cứng lòng Chúa, thì xin Chúa nhân cho nó nhớ. Chúa vốn nhân từ thương kẻ có tội ăn năn. Khi gia đình chúng con có kẻ qua đời mà phải tang sầu ly biệt, thì mọi người chúng con kẻ khuân người còn, xin khâm phục lệnh Chúa đời đời gia đình. Chúng con sẽ tự an ủi lấy mình vì đã chăng rằng có ngày cả gia đình chúng con sẽ hợp nhau trên trời và hát mừng sự vinh hiển Chúa và cảm khen ca ơn lành Chúa đời đời. Lạy trái tim cứng sạch Đức Bà Maria, lạy Thánh Tổ Phụ Giuse vinh hiển, xin hãy dâng việc chúng con dâng mình này lên cho Chúa. Xin hãy nhân cho chúng con nhớ rằng trọn đời chúng con đã dâng mình cho Chúa. Vạn tuế trái tim Đức Chúa Giêsu là vua và là cha cả chúng con. Amen. Chúa đã sống lại thật rồi, Chúa đã sống lại thật rồi, người ơi vui lên tiếng ca. Chúa đã sống lại thật rồi, Chúa trên ông tư thần rồi, đem nguồn anh phúc khắp nơi. Giờ vinh quang Chúa rạng ngời và đêm qua đã tàn rồi, ngày từ lên anh vui hồng ân thiên Chúa tuyệt vời, ngài ban cho khắp trần đời mừng hát đi người ơi. Chúa đã sống lại thật rồi, Chúa đã sống lại thật rồi, người ơi vui lên tiếng ca. Chúa đã sống lại thật rồi, Chúa trên ông tư thần rồi, đem nguồn anh phúc khắp nơi. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa châm tôi nào ai rỗi được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.